Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà bếp 89. Mọi người nào mà đang có nhu cầu mua một bộ nồi giá rẻ, chất lượng, mọi người đang suy nghĩ đến Elmix, Elo hay Faster hay là Chef rồi là Aber gì đấy, thì mọi người nên xem clip này. Trên màn hình của quý anh chị, đây là bộ nồi đến từ thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đức, đó là WMF. Bộ nồi này thì nó có tên là Inspiration, 4 món, giá của nó chỉ có trên 2 triệu thôi. Nó ngang với Elo, Elmix hay là Faster hay là Aber gì đấy. Mà chất lượng và cái thương hiệu của nó thì hơn rất rất nhiều so với những cái hàng OEM kia. Mọi người hãy đi tìm hiểu cùng bếp 89 về cái sản phẩm này, xem nó có xứng đáng hơn những cái hãng mà em vừa nói không. Đây là toàn bộ đóng gói của sản phẩm, khá là nhỏ nhắn, vỏ cũng thiết kế khá rất là đẹp, mọi người đi tặng đi biếu cũng rất là ok luôn. Đây là các thông số của sản phẩm này, nấu chính thức ở lại bếp này, mã code này, mã của sản phẩm này, chất liệu thép này, dung tích này, rất là đầy đủ luôn ạ. Giờ mọi người hãy cùng em mở hộp sản phẩm xem bên trong nó chứa những sản phẩm gì nhá. Một cái nồi 16 này. Một cái vung 24. Quyển catalog của hãng. Một cái quánh 16. Một cái nồi 24. Một cái vung 20. Một cái vung 16 và một cái nồi 20cm nhé. Trên màn hình của quý anh chị là bộ nồi Inspiration, 3 nồi 1 quánh, gồm một nồi 16cm có vung, dung tích là 1.9 lít. Một quánh 16cm, dung tích 1.4 lít. Một nồi 20, dung tích 3.3 lít. Một nồi 24, dung tích 5.7 lít ạ. Bây giờ em sẽ đi sâu hơn về thông số kỹ thuật cũng như là đặc điểm nổi bật của cái bộ nồi Inspiration 4 món này nhé. Bộ nồi Inspiration 4 này thì đến từ một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đức, đó là WMF, được sử dụng chất liệu thép không dỉ 18/10. Đáy thì đáy 3 lớp khắc laser rất là sắc nét, sử dụng trên tất cả các loại bếp, an toàn với máy rửa bát nhé. Đáy 3 lớp này rất là dày, tay cầm đinh tán rất là chắc luôn. Bên trong thì đánh bóng mờ này. Con này thì được sử dụng cái công nghệ độc quyền của WMF, đó là công nghệ chrome mangan, để phủ một cái lớp chrome ngoài này, giúp sản phẩm bóng sáng, dễ vệ sinh và sang hơn. Có một cái thì cái viền này thì nó hơi sắc một tí so với dòng Zuling hoặc là Fissler, mà cái này thì nó không quá quan trọng. Cái vành rót rất là rộng nhá. Vung kính cường lực cực kỳ dày, và cũng như các sản phẩm khác đến từ Đức thì vung sẽ không bao giờ có lỗ thông hơi. Và con này thì là vung phẳng nhá. Vung phẳng thì trông nó rất là đẹp và chắc chắn. Đây là cái đinh vít này, có thể tháo ra nhé. Vung kính thì nó có cái ưu điểm là dễ nhìn thức ăn, và nó nặng hơn vung inox nên là nó có tạo áp tốt hơn là vung inox. Nhược điểm thì nó khó vệ sinh. Đây, và có thể rơi thì có thể vỡ nhé. Nó tạo những cái thành hạt ngô. Tay cầm này rất là đẹp, vuông vức. Tay em khá là to, em cầm cũng rất là thoải mái. Tay cầm con này vuông này. Con này thì có thể cho vào lò nướng ở 250 độ. Và vung kính thì chịu được
ở lò nướng 180 độ nhé. Rất đẹp luôn. Em có một vài nhận xét về cái dòng Vidup MF Impression với vài cái thương hiệu gọi là OEM ở trên thị trường. Về kiểu dáng thì chắc là em không đánh giá sâu vì là mỗi người một con mắt. Đối với em thì Vidup MF thiết kế khá ok. Tất nhiên là không phải ai cũng thấy nó đẹp, nhưng mà đối với em thì tất cả các mẫu thiết kế của Vidup MF thì khá là vừa mắt. Cái thứ hai là về thương hiệu. Riêng về giá trị thương hiệu thì Vidup MF nó gấp hàng nghìn lần những cái thương hiệu OEM ở Việt Nam. Cái đấy là cái điều quyết định giá trị và quyết định cái chất lượng sản phẩm rất là nhiều. Vì những cái thương hiệu lớn thì bao giờ cái đầu ra đầu vào của sản phẩm nó sẽ rất là cao. Ví dụ tiêu chuẩn 18/10 nó hoàn toàn khác so với cái tiêu chuẩn 18/10 của những hãng OEM ở Việt Nam nhé. Và giá thành thì nó xem và có thể cao hơn Elmix Elo một chút thôi. Nhưng mà để nói về chất lượng thì chắc chắn là hơn rất nhiều. Cái độ hoàn thiện và hơn về cái chất lượng thép. Nói không xa, cái vùng này nếu mọi người có thể cầm giữa vùng Elo và vùng Elmix thì mọi người sẽ thấy sự khác biệt rất lớn về độ hoàn thiện này. Về chất lượng kính và cái độ dày của cái kính này. Và cái nữa là những cái dòng rẻ tiền ấy là cái đáy này dập rất là mỏng và bên trong này cái khe này nó sẽ bị rỗng và mình đun lâu nó hay bị nước tràn vào, đun nó hay bị xì nước ra đây này. Đấy là cái liên quan đến cái công nghệ. Và riêng dòng Vidup MF này thì nó có một cái công nghệ độc quyền gần như trên thế giới không hãng nào có, đó là công nghệ chrome mangan. Cái công nghệ này thì nó cực kỳ bóng và rất dễ vệ sinh. Nó mang lại một cái cảm giác rất là sang đối với cái nồi. Cái sản phẩm này em đang có sẵn tại cửa hàng với ship nội thành Hà Nội, ship CD toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà. Cam kết với quý anh chị là hàng đến từ thương hiệu rất lớn, nhập trực tiếp từ Đức ạ. Anh chị nào muốn mua hàng hay là muốn tư vấn có thể kích vào đường link phía dưới hoặc là inbox em qua Zalo 0985608831. Em xin chân thành cảm ơn.